nha em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiện thôi thì mình sẽ hướng dẫn anh em một là lắp ống mực thải chi tiết nhá là mình làm từ đầu luôn nhá. Thì một là lắp ống mực thải, hai là sẽ tháo và lắp cái vỏ này vào và đấu nối cái hệ thống tiếp mực ngoài cho máy Canon IX6770 nhá. Ok, bây giờ cái máy này là đã bị hỏng rồi. Thì bây giờ mình sẽ phải lấy ống mực thải này ra để tí nữa mình gắn qua bên kia. Anh em mở cho mình, bây giờ mình cần sẽ cần phải mở cái khay này ra. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Ok, đây là cái máy mới tinh của mình nhá. Đây nhá, siêu này kia chưa khui này, mới tinh thôi. Oh, anh em thấy mới chưa? Giá bao nhiêu? Giá bao nhiêu cho một cái khung máy này mới tinh, không cần lấy đầu full. Nếu như anh em thừa biết thì cái máy này trị giá thị trường của nó là hơn 4 triệu. Hơn 4 triệu. Vậy khoảng 4 triệu mấy ấy. Vậy mình không lấy đầu full mà mình không lấy ấy thì nó còn bao nhiêu? Đầu full của nó thì nó rơi vào tầm hơn 1 triệu. Mực của nó thì nó rơi vào tầm vài trăm nghìn. Thế thì mình bỏ bớt được hai cái đấy và mình không lấy VAT. Ui, tay bẩn cho anh em. Nếu như anh em có điều kiện thì mua cái găng tay mà cái găng tay đen mà thợ nhuộm tóc họ hay dùng ấy. Găng tay đen họ thợ nhuộm tóc hay dùng ấy mà anh em ấy nó vào, đeo vào chứ nó bó sát lắm, nó cũng nhưng mà mình chưa lười, mình cũng ít ấy nên mình cũng ít làm nên mình cũng không đặt mua cái đấy. Chứ nếu như anh em làm nhiều mà chuyên sửa món này thì chuyên xử lý món này mà định photo này kia thì nên dùng. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em tháo con máy này. Đầu tiên, để tháo được con máy này nó chỉ có hai con ốc đằng sau thôi, hai con ốc phía đằng này. Ở đây có hai con ốc và có con tem nữa hay sao? Đúng rồi, chuẩn, có tem. Khi bạn chọc tem thì đồng nghĩa việc là mất bảo hành luôn nhá. Tiếp theo là anh em khởi cái nắp này ra cho mình. Đây này, anh em nhìn theo cái vít của mình này. Ở đây là để cái khởi cái nắp này ra. Đây, nắp này ngoài mình có. Đây, IX6770 này. Đây cũng IX6770 nhưng mà mình có tem, còn đây không có tem. Mình sẽ nhấn vào đây và mình khởi nắp ra. Yeah.
dễ dàng không? Dễ dàng không? Anh em vừa chọc vào cái mũi tên đây nó chỉ này. Đây, em sẽ khơi được cái nắp này ra. Và anh em lấy nốt cho mình cái nắp này luôn. Đây. Cái nắp này. Em khơi như thế này, lấy cái vít dẹp nhá. Vít dẹp nhá. Đấy, ra luôn thấy không? Thấy gì không? Anh em cậy ra đây, đẩy về phía này. Nhét vào, đẩy ra cái này, nó đẩy về đây là xong. Ok, như vậy là anh em đã xong một bước rồi. Vậy bây giờ làm sao mà mở được cả cái nắp này lên? Anh em ra đằng sau để mình lại chuyển cam. Hơi mất việc, mình sẽ phải làm cái video này hơi kỹ một tí. Chỉ anh em là từ đầu đến cuối nhá. Về việc cái phần này này, nếu nó vướng ở đây nữa ấy, anh em nên cưa mẹ luôn đây đi. Cưa luôn phần này. Nếu vướng dây, nếu anh em thấy vướng dây ở đây thì cưa luôn. Và đợt này mình sẽ chuyển cái dây, cái hộp mực qua phía bên này, đứng không để bên này nữa. Mình sẽ không để hộp mực tiếp ngoài ở bên này mà sẽ để ngược lại bên này cho nó dễ. Và mình sẽ cưa hết toàn bộ khu này đi. Cưa tít ra ngoài này luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ tiếp tục mở và đã lại đi. Dụng cụ mình có để làm việc này là một là khoan. Nếu như mà bắt mực thải thì dùng khoan để khoan một cái lỗ ở đây vào trong và câu ống mực thải ra ngoài. Và khả năng mình sẽ phải làm luôn máy này, tại vì máy này xác định khi mà mở ra độ để cưa cái kia thì chắc định chắn là sẽ phải mất bảo hành rồi. Anh em mở hai ống này ra trước nhá. Mất bảo hành này, phá chân này. Rách màng chân rồi anh em ơi. Hơi bậy tí, sorry. Ok, mở hai, nó chỉ có hai con ống thôi. Có cái máy dòng Canon này nó toàn ngàm thôi. Cái video này nó hơi mất thời gian nhưng mà sau anh em cố gắng xem hết thì anh em sẽ học được một điều về. Còn anh em nào một cách để xử lý, một là lắp ống mực thải, hai là cưa nắp, tháo ra để cưa nắp, tháo máy Canon EX ra để cưa nắp đời 6 nha anh em, nhớ 6 series nha. Nào bây giờ làm sao mà để mở được cái ngàm của nó? Anh em nhìn vào đây, ở đằng trước này này, mở đường pin lên nè cho anh em thấy rõ. Phòng này hơi tối. Đây ạ, à, anh em thấy đây ạ, à, đây có một cái ngàm này, chỗ vít mình chỉ này thấy không? Đây kế cái lỗ này luôn, kế cái lỗ này luôn nè, thì nó có cái ngàm. Em đẩy vào để nhấc lên nhé. Mình sẽ làm cho anh em xem, đẩy vào nhấc lên và. Ok, mình dời camera tí nhé, vướng nhé. Anh em nhìn này, làm sao cho nó sáng hơn được nữa nhờ. Nó tối quá nhờ. Một đống đèn này đấy. Nào, bây giờ mình sẽ đẩy cái nắp này, cái lỗ này. Em cầm vào đây này, nhấc lên nhé. Và đẩy cái đấy thì nó sẽ cho lên này. Đó. Nhét vít vào rồi. Tiếp theo, ở đây có một cái lỗ và ở đây có lỗ mũi tên. Anh em canh vào giữa này, vít để như thế này nhá. Canh vào giữa này, đẩy xuống vẽ bữa lên.
ra nè anh em. Ra mình lại nhét cái vít vào để mình giữ, không cho nó ấy xuống nữa. Đâu bên này. Xong. Và bên này đối với xứng thì nó cũng có hai cái. Mình sẽ các bạn nhớ mở dây này ra trước nhé. Mở dây ra không tí nó tháo nó đứt. Đấy, mở ra cái dây nè. Dập cho nó là dắt cái mà. Rồi, một bên xong rồi, bây giờ mình sẽ chọc tới bên này. Lên một giấc nữa. Nó nào. Nhẹ nhàng thôi anh em nhá. Không còn bạo lực quá đâu. Nãy giờ mình hơi bạo lực rồi. Gãy ngàm cái bớ mồm. Rồi xong. Đây thành quả sau khi lấy xong rồi. Đây nó toàn ngàm thôi, nó chả có gì đâu nha. Đây là một cái máy. Theo anh em mình có nên lắp bậc thải không ta? Bây giờ trước sau nó cũng mất chinh rồi nhỉ. Thôi lắp luôn bậc thải đi. Rồi. Mình sẽ mở hết ốc ra. Mới 3 con nè. 4 con đủ chưa nha. 1, 2, 3, 4. Đủ rồi, nhắc được rồi.
Đây là máy mới tinh nha anh em nha. Này. Để lưng cao máy lên cho anh em xem. Ok, đây là máy mới. Và mình vừa tháo cái phao này ra ngoài rồi. À, anh em nhấn vào đây, cái nhấn nhẹ vào đây không, anh em kéo lên là xong. Một ống mực sẽ nó nằm ở đây, một ống mực sẽ cắm vào đây. À, anh em thấy không? Cắm vào lỗ này. Thì nó có hai ống mực thải. Mình vẫn sẽ để mình thôi rút hết bông ra. Bông của nó mình không cần. Bông chỗ này thôi. Còn bông chỗ này cứ để kệ nó, vì chẳng may mà nó bị tràn mực ấy, hay là nó bị ọc mực ra khỏi ống của mình ấy, thì bông vẫn thấm vào, mình không cần là xoắn. Không sợ. Này dùng vài năm thì mày chỉ có thay đầu phun chứ không có chuyện mà ấy mực thải nữa. Rồi, để mình cất này qua đây. Mình chỉ cho anh em chi tiết rồi nhé. Để mình làm ống mực thải này kia, bây giờ mình sẽ cắm cái khoan. Giờ bạn anh em á, anh em phải khoan một cái mũi từ trong này sâu vào trong kia để nhét xuyên vào trong này luôn, xuyên vào trong cái khay mực đựng mực của nó luôn, sẽ nhét cái hai cái ống này vào, thì khi bơm mực thì nó sẽ không bị ấy ra ngoài. Khi mà mực thải được xả ra thì nó sẽ không tràn ra ngoài. Ok chưa? Dễ đúng không? Anh em cầm cái khoan, mũi tùy anh em thôi. Mình dùng mũi này chắc 8 ly, mũi 8 ly nha. Xong một lớp rồi, mình sẽ cho nghiêng nghiêng lên tí để mực nó dốc ra ngoài anh em. Xong rồi, vậy là mình có một cái lỗ. Mình xem, mình thử nhét ống này vào vừa chưa. Đây, anh em thấy không? Mình đã nhét được cái ống vào rồi nè. Đó. Máy khoan mình không dùng nữa. Nó vướng vào ống khải rồi. Ok. Nào. Đấy. Em thấy à? Khả năng mình sẽ phải lót một miếng vào dưới nơi bên dưới nha. Mình lót vào bên dưới để cho nó khỏi ấy nha. Rồi, mình lót một miếng này để nó thấm vào trong này nhá. Nếu nó tràn ra ngoài
xui lắm nó tràn ra ngoài thì nó sẽ thấm trong này. Thì cái ống mực này mình đã dọng ngược lên rồi, mình sẽ rút thướng tí, mình nhét hai cái ống xả vào. Mình không cần bịt kín đâu nhá anh em nhá, anh em hạn chế di chuyển là được, không di chuyển máy là được nhá. À, bên dưới thì anh em lắp cho mình một cái chai, mình dùng một chai Aquavina để chai nước suối ấy, để đựng mực thải đó. Rồi vậy là mình xong cái hình ống thải này, thấy chưa? Đây mình khoan quá đẹp luôn. Giờ mực sẽ khi bơm nó sẽ bơm vào, nãy nó còn cao hơn nó tí trên này cơ, nhưng mà mình kéo dưới này rồi, giờ nó bơm mực thải nó sẽ như thế này, đúng chưa? Nó xả xuống, tại vì nãy mình khoan là mình dốc ngược, anh em phải dốc ngược lên như thế này. Mình khoan nó như thế này thì anh em hơi dốc một tí, anh em hơi dốc một tí như thế này này, đó hơi dốc lên một tí này, quẹn anh em. Nếu như anh em đâm thẳng thì nó khó chạy hơn, em để dốc lên một tí, khoan dốc lên một tí là được, dốc nhỏng lên như thế này, dốc lên như thế này thì nó sẽ chỉ có chạy xuống thôi mà không chạy ngược lại. Rồi vậy là xong phần mực thải, giờ mình sẽ lắp vào. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em là cưa. Rồi mình lắp này xong rồi nhá. Bây giờ mình sẽ bắt ốc vào. Ở đây có 4 con ốc trắng thôi nha. Khay ở giấy này. Sắp hết pin giờ hơi lâu nha anh em nha. Món này hơi lâu tí anh em thông cảm. Nếu như anh em có muốn biết từ đầu đến cuối thì cố gắng theo dõi. Mình sẽ cố gắng cắt bớt và tua nhanh đi nhưng mà. Ok anh em, cái phần mực thải xong rồi. Bây giờ mình cần một cái hộp để mình cần một hộp đã cưa để không vướng dây mực. Đúng không ạ? Mình sẽ cưa luôn cả khoảng này đi, nó khỏi vướng. Anh em chịu khó xem bên này nha. Đâu xem có. Rồi ok, mình sẽ cưa. Cái đoạn cưa này thì anh em cứ cưa tới đoạn này, cái đoạn cái lỗ gần lỗ rồi anh em ấy ra nhá. Đã cưa xong rồi, mình cưa xong rồi nhá. Đây này,
mình cưa hai đường bên này xong bắt đầu mình bẻ luôn. Nó hơi xấu nhưng mà đã đó, tại vì sorry cái bà mẹ nè. Nó hơi xấu tí. Mình bẻ nó hơi xấu chắc cũng không sao đâu. Nó cũng không vướng dây được đâu mà. Bên này mình cũng cưa. Thì như thế này thì mình sẽ in được A3. Và khả năng nếu như cái này mà vướng thì mình sẽ cưa nốt luôn cái phần mấy cái này mà nó vướng. Thì tí nữa mình test, mình thấy nó thấy vướng thì mình tháo ra mình cưa nốt luôn. Đây anh em xem kỹ nha. Rồi. Nào, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái nắp này là nắp của cái máy cấu. Mình cưa. Còn nắp máy mới thì mình vẫn để dưới này và mình không chưa đụng vào. Tí nữa mình sẽ lắp vào cái máy cũ. Còn cái nắp này nắp của máy cũ thì mình mới cưa ra. Để mình xem có bụi bặm gì không. Ồ, bụi bặm nhiều lắm, để mình quét đi. Khi mà anh em cưa xong thì anh em nhớ vệ sinh nó nhé. Vệ sinh không nó rơi vào trong máy ấy. Lúc mà nó chạy nó vô tình nó rơi vào trong máy, mình không có giấy nhám, không có giấy nhám thì chà nó. Anh em có giấy nhám thì chà đi cho nó sạch sẽ nhé. Bởi vì máy nó hạn chế bụi bẩn nhá. Vướng mấy cái mạt mà cưa này nè vào cái đầu phun một phát thì xác định luôn là cái đầu phun nát bét luôn. Và máy cái đầu phun là cái quan trọng nhất của máy in phun mà. Nếu cái đầu phun nó có bao nhiêu tia đấy. Anh em đóng vào nhá. Xem nó ngàm nó vừa vào vừa chưa. Ok. Vậy là xong rồi. Máy in mình như thế này là xong rồi anh em. Mình sẽ vặn hai con ốc này vào lại. Trả lại như cũ nhá. Hai nốt đằng sau này anh em sẽ thấy thôi. Anh em vặn nó lại cho nó ok như ban đầu. Không được như nguyên zin như ban đầu được. Rồi. Bây giờ cái phần này anh em quấn vào đây. Đó, anh em nhấn nó vào. Đó, xong. Vậy là mình sẽ chống khoảng này. Bây giờ mình sẽ phải dọn khu này đi để mình đẩy máy qua đây và bực in sẽ nằm ở giữa. Bực in sẽ nằm ở phía bên trái, không thay vì phía bên phải hiện tại. Rồi, mình sẽ đưa bực in lên và bộ các chiếc mực in ngoài. Anh em chú ý nhá. Anh em thấy đây để mình đưa qua.
Khi mình cầm thì bao giờ mình cũng phải ngửa lên nhé, để mực không ọc ra ngoài nhé. Các hộp mực của mình hiện tại rất đầy, là chỉ có mực mực xanh là còn một nửa, mực đen ở đây thì cũng còn một nửa. Khi mà anh em chấn chào mực mà tháo ra và nắp này đang mở hết, khi in thì tất cả các nắp này đều phải mở cho mình nhé. Mở cả đây và cả đây luôn. Thường thì mình sẽ mở hết và sau đó mình sẽ lấy cái miếng giấy vệ sinh nhé, mình phủ lên để chống bụi lọt vào trong mực. Mình sẽ buộc ở đây để cho mực không bị ọc ra ngoài nhé anh em nhé. Rồi ok, xong một phần. Hôm nay mình hướng dẫn anh em là chi tiết cực kỳ luôn, ngay cả khoan khiết này kia để đấy, để làm mực xả. Nếu như mà đầu em phun mà không dùng thì anh em mua lấy một giấy vệ sinh sạch như thế này này, mà loại mịn nhé, đừng có lấy loại thô ráp nhé. Em quấn cái đầu phun này lại cho mình. Đấy, mình quấn lại. Khi mà cầm lắp đầu phun. Ok, tiếp nha, mình vừa lắp đầu phun rồi đúng không? Bây giờ mình này, anh em xem này. Có sung sướng gì đâu. Bỉnh như chó ấy. Đây, bây giờ mình sẽ thử này, cho xem nó chạy như thế nào. Đấy, cái mực in, cái ống mực nó sẽ tới đây thôi đúng không? Thế thì nó không đụng vào đây là ok rồi. Ok anh em. Thì mình xử lý xong cái phần cái nắp này rồi, mình mà mở ra rộng lắm rồi, đẹp luôn lên rồi. Trên này có mấy cái nắp này là nắp cũ của mình. Thì anh em lấy cái gì mà kê lên nhá. Đây là cái khóa. Khóa này thì thường thường mình cái miếng giấy thành thánh này. Đây. Bạn làm cái giấy bìa cứng 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 như thế này này, nhét vào đây. Để nó nhận được là cái nắp này đang đóng. Nhưng mà thật ra mình bịt con mắt nó lại. Nó có công tắc ở trong á, đè nhẹ xuống, nó công tắc nó nhẹ lắm, nó nhẹ hiu à. Thì mình đè này xuống thì nó sẽ nhận là cái nắp này đang đóng, là nó cho chạy. Tại vì mình chạy tới bên ngoài. Đây rất là rộng. Rộng rãi thoải mái nhá, ống mực chạy thoải mái luôn. Xin lỗi cuộc đời luôn. Và mình dùng băng dính hai mặt, loại này là để mình dính cái này vào trong cái nắp của này, của cái mi này. Thì mình dùng băng dính hai mặt này. Giới thiệu anh em thì anh em chắc cũng trên mạng cũng biết là cái Trung Quốc nó quảng cáo cái băng dính này rất là bá đạo đúng không ạ? Mình thấy nó bá đạo cũng như quảng cáo khoảng bao nhiêu phần trăm nhỉ? Nói bao nhiêu phần trăm cho nó hợp lý? Khoảng 80%. Mình thấy nó rất là bá đạo nha. Em mình bảo mình là cái này mình em mình lấy của em mình nó cho mình. Nó bán hoặc là nó cho mình dùng thử. Thật sự thì mình cũng chả dùng gì nhiều nữa, mình dùng mãi cũng chưa hết. Anh em dán vào. Đây cái giữ mực đây, cái giữ ống mực đây. Không lột ra, mình dán vào cái nắp thôi. Nhưng mà nó không được thật như quảng cáo đâu. Quảng cáo chém gió làm chó gì, treo được mấy chai nước mà treo có mối gồ cắm nghe nó còn rụng lên rụng xuống nghiêng 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 nghiêng, chắc độ bám nó không đủ ấy. Ok, bây giờ mình sẽ canh ống mực sao cho nó không bị vướng ở đâu cả. Rồi mình dính vào. Rồi rồi mình sẽ thử ta thử nha. Như thế này thì không ổn lắm nha. Để mà anh em canh sao cho nó vừa nhé, vừa tầm nhé, để nó không bị kẹt dây. Khả năng này của mình bị kẹt dây à. Ủa nó cứng lắm rồi nhỉ. Ui,
Thôi mình cứ bật lên đi, xem có vấn đề gì không. Mình cắm dây điện đã, xem có gì đâu nhỉ. À, trước khi bật máy anh em phải mở cái ống ra, không nó hút mực, nó không có gì để hút nha. Mở cái gập ống lại. Mình gập ống xong rồi mình nhảy để cho mực nó không bị trào mà. Mực nó không bị tràn ra cái phần cắt chít đi. Rồi, xong bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Anh em thấy ổn không? À, đây. Cho anh em xem chi tiết. Lấy USB mình cắm lại nha, cắm lên USB nha. Ôm các bạn chập thế. Rồi bật máy lên nào. Piu, tận hưởng thành quả nào. Để mình kiểm tra mực thải có ra chưa. Để mình bơm mực thải ra nha. Làm sao mà đè được cái dây này xuống ngược vậy. Cái này là bây giờ là mình mở ra to như thế này thì khả năng mình in A3 là ok rồi. Mà làm sao mà mình khoét được con mẹ luôn chỗ này nhỉ. Khoét tít ra ngoài này luôn này, khỏi vướng dây này. Và cắt luôn phần này, cắt luôn phần này đi. Cắt sát vào luôn, mở rộng khu này ra. Mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ cắt thêm. Anh em cái phần cắt này anh em cứ nghiên cứu cắt làm sao cho không vướng dây này là được nhé. Mình cũng mới cắt. Thường là mình chơi mình cắt cái loại 6560 á thì nó không có cái này. 6560 nó không có cái này thì mình chơi mình không có cái mạch này, chả biết mạch gì mình không biết đâu. Nhưng mà 6560 thì không có, thì mình cắt là cắt khoét hết ra ngoài này luôn này. Cho nó chạy thoải mái luôn. Bây giờ mình sẽ in test. Xem nó có lem mực lem miết gì không. Mở này ra. Kẹp lại. Kéo này lên. Phần này thì kéo ra. Mình kéo đi nè. Rồi. Rồi. Đây bông nó hua thấm mực thải đây. Hay phết. Đằng sau mình vẫn rất nhiều bông, mình tháo mỗi một miếng ở nửa trên ở dưới, ở dưới mình vẫn nhét vào hai miếng này. Bây giờ mình in test nha. À nó báo anh em đây để mình tháo ra. Ok, nếu như anh em thấy nó báo cái này nhá. Trên máy tính mà báo phần ít đỏ này, tức là mực đen hộp nhỏ, hộp kế mực đỏ.
kế mực đỏ và vàng, giữa mực đỏ và vàng á thì nó là dấu ít, tức là hết, nó báo nó nhận trên chip của nó nhận là hết mực, và trên máy thì đang báo đèn vàng. Anh em như thế này, mình rút này ra đợi nó khay mực ra chính giữa. Khá là vướng dây ấy, làm sao mà mình đè được cái này xuống đây nhỉ. À tí mình lấy cái keo hai mặt mình dính mẹ nó xuống như thế này nhỉ. Đúng rồi, tí nữa mình lấy miếng keo hai mặt thành thánh kia mình dính lại. Ok, mực này nó kêu là báo hết. Ok, bạn mở lên, nhấn vào đây mở lên. Đây nhá, nhấn vào đây mở lên, nhấn lại xuống. Đấy nó đỏ là ok. Xong rồi lại nhấn vào, nhét miếng giấy thành thánh của mình vào. Đây, nó báo đây màu đỏ đây. Xong rồi. Giờ nó đang chuẩn bị nhận pin này nè. Anh em nghe tiếng nó bơm mà con. Đó. Đang bơm mực á anh em. Để mình tắt nhạc lên cho anh em nghe rõ nha. Nhạc no copyright nhé. Thì tắt đi. Anh em nghe chưa? Tí nữa mình sẽ dính lại cái dây này cho nó khỏi lòng thòng. Lòng thòng thì khó yên lắm. Giờ chúng ta sẽ ra đằng sau. Chúng ta xem chúng ta sẽ ra đằng sau và xem mực thải nó có chảy ra không. Oh. Đây anh em coi đã. À ấy. Thế là mình có mực thải trong này rồi. Mất thời gian phết đấy, tại vì vừa quay vừa làm ấy, mất thời gian. Nếu làm không thì cũng nhanh thôi. Lâu vãi luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thử test máy nào. Mình sẽ quay phim tiếp nhé, mình gắn vào máy trên chơi báo thôi. Bây giờ hiện tại là mình đang bắt đầu cho chạy xả mực và in. Xả mực các đầu phun lên cho nó phun ra ấy. Cho nó đỡ bị tắc ấy. Cho nó đều mực ấy. Chứ không phải nó bị tắc, tắc thì mới ngâm. À, nếu như mà đầu phun anh em bị tắc thì các anh em có thể mua dung dịch ngâm. Đây mình giới thiệu dung dịch ngâm để xả ngâm đầu phun. Đây dung dịch ngâm đầu phun của mình đây. Mình mua cái dung dịch ngâm đầu phun và mình ngâm thì mực nó sẽ tan ra hết. Một số người bảo là ngâm nước nóng hay là ngâm gì đấy, mình cũng không sure lắm về phần đấy. Nhưng mà dung dịch dành riêng cho đầu phun thì nó chắc cú hơn. Mực mình vẫn chưa đào à.
Đây anh em nhìn nhá. Như cái này là mực ra chưa đều này. Bị đứt này. Và đây này. Màu xanh vẫn chưa đều, nhưng các màu này màu đỏ, hồng nhạt, vàng và đen to thì đã ok rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho xả tiếp. Mình xả cho đến khi nào mà mực đều thì thôi nhá. Trong thời gian mà mình mà đợi cái máy nó xả mực thì mình sẽ tiến hành mình lắp lại cái máy kia. Đây gần được rồi anh em ạ. À. Anh em thấy nó bắt đầu nó đều đều hơn rồi này, thấy không? Nó lên màu giờ đều đều hơn này. Thấy không? Chỉ bên nãy là đây, nãy tờ nãy đây. Anh em thấy không? Cái màu đen này nó đứt nhiều hơn này, màu đen này bây giờ ra nó đỡ hơn này. À, màu xanh thì hiện tại màu xanh nó vẫn thế, mình sẽ vẫn cho xả tiếp. À, màu xanh dưới thì đỡ hơn. Màu xanh này thì vẫn màu xanh đậm này đang bị hai đường. Ok, mình vẫn cho xả tiếp. Cho xả đến khi nào nó đều mực thì thôi anh em nhá, thì mới đi được nhá. Đoạn nó xả thì mình sẽ tô. Còn bây giờ mình sẽ lắp lại máy này. Khi anh em lắp máy lại thì anh em tốt nhất là đừng bịt cái này lại nhá. Thì cái đầu phun lại cho nó giữ đưa ra chính giữa này. Chỗ mà đưa ra chỗ mà có thể nó có mở lên được này. Đấy. Đấy. Mình bịt lại. Rồi mình sẽ xem ngàm như thế nào. Đậy lại nắp này luôn nhá.
gấp này vào đây luôn. Đây không phải của nó. Xong rồi à, còn hai ống đằng sau mình chưa lắp để ăn lại ống sau. Xem mình báo nó báo gì nào, nó báo hết mực xanh rồi. Bốn cạnh cái tê đâu nhỉ? Đây mực xanh này xuống cắm lại. Đây, như thế này là ok anh em nhé, anh em nhìn nha, đều chưa? Tổng mình tốn hết là 1, 2, 3 lần in, 3 lần xả mực và in. Này, mà lần đầu đây,
lần đầu anh em nhìn nhá. Đấy, lần hai này, lần hai mực đen ok, nhưng mực xanh này đang bị hai đường rồi không. Này lần ba này, đỉnh của đỉnh rồi này, đầu phun không hề có vấn đề gì hết luôn này. Rồi vậy là xong về phần hướng dẫn anh em lắp đặt máy in mới EX6770, bao gồm là cưa để gắn tiếp mực ngoài và gắn xả ngoài luôn, gắn dẫn ống xả ra ngoài và gắn tiếp mực ngoài vào. Và khi anh em đã chọc vào ốc để vặn tem thì xác định luôn là không còn bảo hành nữa nhé, mà chỉ tìm cách và tự sửa chữa thôi. Ok, tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong một clip sau về đồ công nghệ. Mình đã đặt rồi, mình sẽ unbox và là nghịch đồ công nghệ chơi. Thôi bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em vào clip sau nhé. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.